Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Lưu Linh TV. Bữa nay hai vợ chồng của Lưu Linh đó, trở lại Fruit and Spice Park nè mấy bạn. Bữa nay người ta có cái hội chợ trái cây của mùa hè á mấy bạn. Tại vì hè trái cây của mình ở dưới Florida nó nhiều, bởi vậy người ta mới mở cái hội chợ trái cây á. Người ta trưng trái cây, người ta cho thử trái cây, người ta bán trái cây, với lại có đồ ăn đủ rồi nữa. Nay mình vô mình quay cho mấy bạn xem, chứ hôm nay mình cũng không có vô form nữa, tại vì không có gì để quay hết, chạy trái chưa có tới mùa không. Nhưng mà bây giờ tới rồi, giờ mãng cầu, người ta thu hoạch mãng cầu rồi mấy bạn, thanh long cũng có luôn nữa. Nghe bữa nay có cái hội chợ trái cây, giá vô là 15 đồng một người nha các. Ủa? Bạn gì mắc gì vậy? Nha, bữa nay lên 15 đồng, hồi đó là 10 đồng thôi, bây giờ lên là tới 15 đồng. Ôi, cái này chắc phải cho mình ăn trái cây hơi nhiều chút xíu nha, tại 15 đồng một vé là ngay ăn. Đi vô, đi em ơi. Rồi, giờ mình vô mình mua vé. Không biết này có bán đồ ăn không á anh ha. Anh cũng không biết nữa. Now. Okay, perfect. So if you have cash, it'll be $15 per person. Rồi, mua vé 15 đồng người. Thường thường có 10 đồng à. Nè, đây là cái bản đồ. Cái bản đồ nha các bạn. Mình đi vòng vòng. Không biết cây chăm này có trái chưa anh ha. À, mùa hè mình cũng không biết nữa. Để vô coi. Nếu thường thường hè có trái mà không ta chăm mất. Tháng 7, hồi bữa kỳ mình đi hái là tháng 7 á. Cái này là năm đầu tiên nó làm luôn ha, năm đầu tiên nó mở cái hội. Năm đầu tiên nó mở trở lại. Ô bây giờ ra bông rồi. À, có bông rồi nè, bông bữa rồi, nhưng mà chưa có trái. Bữa nay có nhạc. Đó. Từ đó, đây xuống dưới luôn á mấy bạn. 138 loại xoài mấy bạn. Từ trên này đó, thấy chưa? Xuống đó. Năm nay là ít đó ngang, thường thường là 240 loại lần á, mà nay có 138 à. À, quá trời. Đó, đã không? Mưa xuống. Man, bữa nay mình đi vô đây là mình quay cho mấy bạn xem là kêu bằng mấy cái trái cây này hết sảy và bảy luôn á. Thấy chưa? Đó. Trời ơi, coi này thấy màu quá đẹp luôn không? Đủ thứ màu hết. À hả? Quá đẹp luôn. Đẹp đã luôn đẹp. Á, nó có Nam Độc Mai, Sài Gòn rồi có hết luôn em. Có đầy đủ. Đó. Mấy bạn này mà trời ơi, có mấy trái xoài thấy thương không em? À. Coi nè. Cái màu đẹp quá hả? Xoài thấy thương quá ha. Oh man. Nhìn đến đó chắc có, không biết xoài, có sơ không thơm. Xoài Thái, xoài Nam Độc Mai, rồi xoài cái trái này là thấy nó ngộ ha. Nó quá cho bự ha. Bự. Nhưng mà cái này anh nghĩ chắc dở lắm. Nhìn nó anh nghĩ chắc dở lắm. À. Thấy không? Đã không em? À, đã.
đồ chiên hay nhiều hả anh ha, không biết năm nay có đồ Thái không, để mình đi vòng vòng xuống. Ở đây có bắp, ribs, sườn nướng, gà nướng. Cái gì nha, sườn nữa nha. Taco qua bên đây thử nha. Kitchen 13 nè, là không biết ở đây người ta bán chi đây. Hello. Ở đây nữa. Oh, đồ của Cuban. Còn ở bên đây cũng là, oh, nó có corn salad. Năm nay chỉ như vậy thôi, không có nhiều. Thường thường nếu mà bình thường á các bạn là nhiều lắm. Mình mình chạy lại mấy cái coi mấy cái xoài á, thấy không mấy bạn, thấy không, 138 loại xoài á là trồng ở đây không đó. Không phải cái vườn này nhưng mà ở trong ở dưới Florida mình ở đó. Tiểu bang Florida của mình. Quá trời nhiều luôn á. Bà cái bà chủ cái này mới nói mấy năm trước á nó tới 240 loại lần á, năm nay ít á. Nè có khóm này nè anh, nó này kêu bằng mấy trái thơm hả, nó nhỏ nè. Đã ha. Ở đây năm nay mấy cái hội chợ này thì đồ ăn nó bán hơi ít. Nhưng mà đó, trong đây thì bây giờ người ta đang bán cây kiển, bông hoa rồi. Cái này là năm đầu tiên người ta làm á, bởi vậy thấy hơi ít. Năm đầu tiên trở lại người ta làm ha. Tại vì bị có vậy đó. COVID thường thường là tháng 3. Nhưng mà giờ cái người ta làm là cho mùa hè. Ở anh đây cho câu cá kìa. Phải không? À, nè, mấy nhỏ vô câu cá kìa. Chắc cái thả cá vô câu rồi. Hả? À, này chắc câu cho vui quá. Ha. Tại bên kia xe. Thôi đi lại mua đồ ăn em ăn miếng em ơi, đói bụng em ơi. Ăn sườn đi ha. Ăn sườn cũng được, hoặc là Cuban, để em coi đồ Cuban có gì. Ăn là miếng phong cũng được không? Sao cũng được á anh. Hồi nãy uống mấy bạn tại ở bên chỗ trái cây ấy, người ta chơi nhạc lớn quá. Mình không có nói cho mấy bạn xem cái xoài. Một chút nữa mình lại mình quay từ cho coi cái từng loại xoài ha. Nè đây có corn nè anh. Corn salad. Anh Lưu mới vừa mua cái corn salad, ăn được không anh? Cho miếng ớt vô đó. Ta có mình lại lấy ớt được mà có Tabasco anh. Để Tabasco vô. I already got my order. Thank you. Yeah. Cho ăn. Có thơm rồi đó, ngọt ngọt không? Ăn được không? Nhưng mà em order cục cá tạp. Thể lấy. It come in two. Bây giờ anh Lưu order sườn để mình ăn. Năm nay á các bạn, mấy cái vendors rất là ít người, thường thường thì có đồ Thái đồ nữa. Mà năm nay chỉ có nhiêu đó thôi. Đã anh luôn. À hả, giờ mua sườn. Mua sườn mình ăn. Cái bánh phở popcorn kìa. Em qua bánh nha. Then let me get a Pepsi too. Okay. Thank you. Yes. Yeah, thank you. Did they take your form of payment already? No, I'm paying cash. Okay. So they can't check.
cái nhãn thơm này năm nay trái quá trời ha. Quá trời trái luôn á. Quá đã luôn. Đây cần 2 tầng nữa ăn được em. À. Anh Lưu, cái cây này cây gì anh Lưu? Con chưa biết nữa. Wow, trái nó ngộ quá hả? Trái giống cây nè, các bạn coi trái nè. Coi cam, cái cam, cái bưởi gì quá em. Đáo ha, để ở đằng này có tên ở đây. Chứ cái này cái loại cam hay gì á. Bell fruit. Bell fruit là cái chi các bạn? Tiếng Việt Nam mấy bạn có biết là tên gì không? Trái bell. Wow, trái ngộ ha. Tiếng Việt là trái beo. Mà coi cái cây của nó có gai nhiều lắm á. Đây nè, coi cái gai của nó nè. Hả? Hả? Cái cây, cái mè, cái này đi đơn mơ luôn. Dạ, là nó vô đầu một cái. Nè, cái trái trái xanh ở dưới nè anh. Cái xanh nó như vậy nè. À, thấy không? Đúng rồi. Đó. Thôi, cái vỏ nó cũng giống giống cam vậy anh, mà nó khác chút xíu. Ủa trái này, trái dâu hả? Anh còn không biết nữa. Lạ quá hả? Dạ. Này chưa thấy bao giờ, không cái, biết ăn được. Mình thôi. Vô cái vườn trái cây này bao nhiêu lần rồi mà cái này đang không biết ăn được không ta? Không biết, không mình, có mình chưa thấy cái trái này. Không biết ăn không được, không dám thấy. Còn cây này cây bơ hả? Không phải. Ờ, cái trái gì nữa nè, giống trái đó luôn á. Rồi cái này khác nha, cây khác nha. À, cái loại nó vậy. Ơi. Mưa xuống rồi các bạn ơi. Đúng quá, nay trời không được đẹp. Bây giờ mình trời mưa, giờ mình không có quay được nữa rồi. Nha, mưa xuống. Tạm dừng cái video của mình ở đây đi em ơi. Rồi Lưu Linh cũng xin lỗi các bạn nhiều nha, tại vì trời chính mưa rồi là mình cái này ở ngoài trời á là mình không có quay được nữa. Để mình lại mình quay cho mấy bạn xem cái mấy cái loại sồi lại từ từ đó, cho mấy bạn xem là mấy bạn coi thấy 100 mấy chục loại sồi để ra sao hết các bạn. Là bây giờ đang chín á, đang chín ở dưới bộ mình, dưới Florida mình luôn á. Là tại tháng này nè, tháng 6, tháng 7 rồi á. Tháng 7, gần cuối, đang cuối tháng 6. Giờ lại mình quay từ từ cho mấy bạn xem. Tại nãy mình quay hơi nhanh á. Giờ lại coi đi ha, coi từ từ. Rồi mình cũng gần cái video của mình đây luôn các bạn à. Rồi Lưu Linh chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Các bạn nhớ cho Lưu Linh cái thumbs up với subscribe để ủng hộ cho Lưu Linh để có những video tiếp theo. Bye.